Lan trầm tím là một loại lan quý hiếm và hiện giá trị kinh tế của loại lan này cũng rất lớn. Chính vì vậy mà hôm nay cửa hàng Duy Phong Orchid xin được giới thiệu về cách trồng lan trầm tím để những anh chị yêu thích hoa lan có thể sưu tầm loại lan vừa đẹp mà lại vừa thơm này nhé. Trầm tím hay còn gọi là Dendrobium nestor là loài lan được lai tạo giữa hai loài lan giả hạt và lan hoàng thảo tím. Nhìn qua chúng ta sẽ thấy hoa của chúng có nhiều nét rất giống với hoàng thảo kèn. Chính vì điều này mà lan trầm có một nét đẹp rất đặc biệt bởi chúng được thừa hưởng những sành trội từ các cây cha mẹ. Có thể nói những gì tinh túy nhất của loài lan giả hạt và lan hoàng thảo tím đã kết hợp và cô đọng lại ở cây lan trầm. Thân cây mọc khỏe, cứng cáp, hoa nở có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Chính vì vậy mà chúng đang rất được ưa chuộng. Em xin chào tất cả anh chị yêu thích hoa lan. Thì trong video đợt này em sẽ giới thiệu tới anh chị đó là một dòng trầm anh chị ha. Và đây là trầm rừng Myanmar. Thì trầm rừng Myanmar là một loài mà hoa nó nở vào đúng dịp Tết. Hoa của nó anh chị thì nó màu tím, mà tím tím đỏ anh chị, nó rất là sáng, màu đậm màu và rất là đẹp anh chị ha. Thì đây là hàng ôm ki lên thì mặt hoa của mẹ cũng khá là ok và rễ nó đang phát triển rất nhiều. Anh chị thấy không? Một chùm rễ đã phát triển rất nhiều. Thì cây á, có một cây khoảng là thấp nhất cũng khoảng là 3 cm và cao nhất cũng khoảng 7-8 cm. Tuy nhiên tại vì do cái thầy trồng lâu rồi, tuy nhiên là cái giống này anh chị nó ngắn thân anh chị ha, thì nó phát triển tương đối là cái thân nó tương đối là ngắn. Tuy nhiên là hoa của nó là ra hoa anh chị là có thể là tầm là khoảng 40-50 cm, là 4-5 tấc là đã cho hoa rồi. Thì mấy cây này giống như bây giờ đang phát triển rất tốt anh chị. Và hiện tại như anh chị thấy là ôm ki ở đây anh chị ha. Và ôm ki đây và em bán theo thân anh chị, cái thân một thân như cái giá như thế này là 80.000, anh chị có thể đặt hàng anh chị ha. Một thân là 80.000. Và ở đây là cũng có một số anh chị ha. Và ở đây là ôm ki lên rất là xanh, rất là đẹp và rễ của nó phát triển rất là nhiều. Thì có một số ít thì thôi đó, giống như một ki này thì anh chị nào yêu thích giá là 80.000 anh chị ha. Thì anh chị nào yêu thích có thể đặt hàng ôm ki lên về, anh chị có thể ghép gỗ hoặc trồng chậu cũng rất là đẹp. Thì trồng chậu anh chị có thể trồng như theo cách sau đây, thì mình về mình sẽ trồng gỗ vuông như thế này, mình bỏ rêu hoặc giớn vô đây, rễ nó đang phát triển rất là tốt anh chị. Đó, ra rễ rất là nhiều anh chị ha. Thì trồng có thể trồng chậu vuông như thế này cũng rất là xinh, hoặc là trồng chậu đất nung anh chị ha, để nó phát triển rất tốt và bỏ phân than chậm vô thì khi mà cho hoa thì nó sẽ đứng lên và hoa rất là xinh anh chị ha. Thì anh chị có thể đặt hàng một số ít hàng đây, anh chị có thể là lựa chọn cây ki cũng được. Nếu mà anh chị nào ở gần á thì anh chị có thể lựa chọn mấy cái chậu trồng sẵn và em sẽ đóng hàng để cho nó đỡ tiền ship. Còn mấy anh chị nào ở xa thì tất nhiên là mình phải tháo ra mình để cái thân không, để cho nó nhẹ tiền ship. Cái thứ hai, trong quá trình vận chuyển mấy cái chậu nó không va đập lại với nhau. Rất mong anh chị ủng hộ em qua trong video lần này, đó là hàng trầm rừng Myanmar anh chị ha. Và hôm nay đã có hàng đẹp lại, anh chị có thể liên hệ dưới số điện thoại màn hình anh chị. Một nữa em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới video này để nhận nhiều video hay về lan anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.